Huấn luyện viên đối thủ ngạc nhiên với Quang Hải, Pau FC có bước tiến cực lớn, chuyên gia đánh giá khả năng tiến xa. Ở trận đấu với Le Havre thuộc vòng thứ 3 League 2, Quang Hải được huấn luyện viên trưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Trong suốt 63 phút có mặt trên sân, Quang Hải đã thi đấu tương đối ấn tượng, cùng với khả năng tự tin cầm bóng, thực hiện một số đường truyền mà tính đột biến cao. Thống kê từ trang SofaScore cho thấy tiền vệ người Đông Anh đã sở hữu 20 lần chạm bóng, thực hiện 14 đường truyền chính xác, đạt tỷ lệ 71%, cao hơn trong trận gặp Lyon ở vòng thứ 2. Quang Hải được chấm 67 điểm thuộc nhóm cầu thủ có số điểm khá của đội bóng. Với huấn luyện viên của Le Havre, ông tỏ ra vô cùng thất vọng khi mà bị gỡ hòa trong những phút cuối. Ông nói, đó là một kịch bản tàn nhẫn, nhưng luôn có thể xảy ra khi mà bạn đang dẫn 1-0 và chúng tôi phải trả giá đắt vì điều đó. Nhìn chung trong trận đấu thì chúng tôi xứng đáng giành được điểm và có những thắng lợi trong chung cuộc. Thật đáng sợ khi mà để thủng lưới một bàn lãng xẹt như vậy. Với cú sút duy nhất của Pau FC ở hiện tại, chúng tôi đã tụt lại trong hiệp 2 và chúng tôi để cho cầu thủ cầm bóng, tấn công nhiều hơn. Đó là lý do khiến chúng tôi phải trả giá. Bên cạnh đó, đã có những đánh giá về cầu thủ mang áo số 19 của Quang Hải, vì huấn luyện viên này tỏ ra vô cùng ấn tượng. Xem Quang Hải thi đấu thật sự thú vị, cậu ấy thường xuyên được cung cấp bóng và có phạm vi di chuyển rộng để đưa ra những giải pháp tối ưu cho đồng đội. Thật không dễ dàng gì để yêu cầu Quang Hải làm quen nhanh với lối chơi thiên về cờ bắp như ở hạng 2 của nước Pháp, nhưng tới lúc này cậu ấy đang cho thấy sự thích nghi tốt ở môi trường hoàn toàn mới mẻ. Từ những gì quan sát được, tôi tin rằng Quang Hải chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ quan trọng trong đội bóng. Huấn luyện viên Tholot sẽ là người cởi mở, yêu bóng đá, tấn công và không có thường xuyên sử dụng những cầu thủ cố định. Đó là lý do có thể để tin tưởng ông ấy trao cơ hội cho các tân binh mới. Quang Hải thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát chứ không phải là điều bất ngờ. David Guerra, cầu thủ đã chơi 15 năm cho Pau FC. Đội bóng này vẫn chưa thể có một kết quả tốt tính đến thời điểm hiện tại, nằm trước sự thay đổi lớn về nhân sự và kỳ chuyển nhượng vừa qua. Những cầu thủ mới đến đa phần là vẫn chưa chứng tỏ được những giá trị chuyên môn cao. Vì thế, huấn luyện viên Tholot cần phải có những thời gian để xây dựng lối chơi ổn định cho Pau FC. Rõ ràng toàn đội chưa không tốt, tiêu biểu là số 9 Marouane Djiri đã tỏ ra khá là chậm chạp, trong khi các đồng đội thì cũng không tạo ra được những tình huống nguy hiểm để đặt anh ấy vào vị trí thuận lợi. Trước đó, Abiji thì cũng là người gây thất vọng lớn trong ngày ra quân. Quang Hải là một điểm nhấn, anh ấy mang tới những đường truyền có tính đột biến cao. Pau FC cần điều đó và Quang Hải đã phát huy nhiều hơn thế. Tôi cũng xem những video bàn thắng, đá phạt của Quang Hải và nhận thấy ở Pau FC không có ai có kỹ năng sút phạt tốt hơn cậu ấy. Đó cũng là đặc điểm ở Quang Hải để tạo ra sự cách biệt với đồng đội. Trình độ của cậu ấy đủ tốt để chơi bóng ở League 2. Tất nhiên là mỗi đội sẽ có những mức độ khó khăn khác nhau. Mà nếu tiếp tục thể hiện ở các trận đấu vừa qua thì chắc chắn Quang Hải sẽ sớm ghi bàn và kiến tạo để tạo ra niềm vui cho Pau FC, đồng thời là khiến cho cổ động viên ở Việt Nam cảm thấy tự hào. Anh chia sẻ. Theo chia sẻ của anh thì dù Pau FC chưa có thứ hạng cao trong mùa bóng này, tuy nhiên vẫn có được bộ mặt như hiện tại nằm ở dấu ấn lớn từ huấn luyện viên Tholot. Anh cho biết Pau FC thuộc nhóm câu lạc bộ có ngân sách thấp nhất League 2 nên toàn đội luôn đề cao sự sáng tạo trong lối chơi để hướng tới kết quả có lợi. Ở thời điểm khó khăn nhất của câu lạc bộ, ông ấy đã đến để xây dựng lại đội bóng. Trong năm đầu tiên thì ông ấy đã giúp cho câu lạc bộ thứ 14, sang năm thứ 2 đã leo lên vị trí thứ 10 ở League 2. Đến mùa giải này thì Pau FC đã chia tay 3 trụ cột quan trọng. Mọi thứ đang rất khó khăn với ông để bắt đầu xây lại dựng được. Khi còn là một cầu thủ, huấn luyện viên Tholot cũng đã từng thi đấu và từng chơi cho Bordeaux và từng ghi vào lưới của AC Milan, trong những đội tuyển hay nhất châu Âu trong những năm 90. Khi mà chuyển sang huấn luyện viên thì ông ấy cũng đã thể hiện rất tốt. Điều tôi cũng như là các cổ động viên ở Pau FC thích Tholot nằm ở tinh thần không bao giờ bỏ cuộc và khả năng sử dụng con người của ông ấy. Ông luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp tích cực cho toàn đội và tài năng của Tholot thì hoàn toàn có thể tự do lựa chọn một đội bóng tốt hơn, nhưng ông ấy đã ở lại và xây dựng Pau FC một ngày lớn mạnh như bây giờ. Ngoài ra, Tholot cũng là bậc thầy tâm lý để am hiểu về các thành viên trong đội bóng. Điều đó rất có lợi cho những tân binh mới, bao gồm cả Quang Hải, David phân tích. Cầu thủ 36 tuổi cho rằng Quang Hải bước đầu đã tạo dựng được ấn tượng tốt với đồng đội cũng như là huấn luyện viên trưởng. Chính điều này sẽ mở ra cơ hội để cầu thủ Việt Nam khẳng định tầm ảnh hưởng của Pau FC trong thời gian tới. Anh kết lại, mọi thứ đến với lúc này thì phụ thuộc hoàn toàn vào sự thể hiện của Quang Hải. Cậu ấy dường như đang có tâm lý rất tốt. Trên sân, Quang Hải không phàn nàn mà luôn cố gắng trong từng pha bóng. Cậu ấy không phải là mẫu cầu thủ chỉ muốn tấn công mà cũng thường xuyên là lui về hỗ trợ phòng ngự. Đó là thái độ thi đấu chuyên nghiệp ở một sân chơi tập thể. Ở Pau FC có một khẩu hiệu là chiến thắng và mỉm cười, nghĩa là bạn đang cố gắng giành chiến thắng thì bạn có thể hài lòng với chính mình. Tôi cho rằng Quang Hải có thể hài lòng khi mà lựa chọn Pau FC. Ở đây, gây áp lực từ cổ động viên sẽ không lớn và cậu ấy có đủ thời gian để hoàn thiện bản thân.
Đến thời điểm hiện tại, khi mà huấn luyện viên Tholos chấp nhận thay đổi để cải thiện đội bóng thì cơ hội luôn mở rộng với Quang Hải. Mọi người hiểu điều đó và sẽ kiên nhẫn đợi sự tỏa sáng của cậu ấy. Riêng với huấn luyện viên Paul là ông Tholos, có vẻ như ông đã tìm được một công thức sử dụng Quang Hải. Hai trận liên tiếp, cầu thủ mang áo số 9 được đá chính trong 65 phút đầu. Anh được tạo cơ hội ra sân cùng với các đồng đội nhưng lại chưa thể có một kiến tạo. Là chỉ nhận điểm 3 từ báo giới Pháp, nhưng mà Quang Hải vẫn ghi điểm trong mắt huấn luyện viên trưởng của Paul FC với lối chơi kỹ thuật của mình. Trong chia sẻ mới đây, nhà cầm quân 58 tuổi đã đề cao thứ bóng đá mới mẻ mà Quang Hải mang tới cho đội chủ sân Nottingham. Trả lời phỏng vấn thì ông Tholos cho biết, tôi có nhiều cầu thủ mới cần có thêm thời gian để hòa nhập và không phải ai cũng sẵn sàng. Tôi đang nghĩ tới Maron, người đang phải trả giá vì quá trình chuẩn bị không kỹ càng, hoặc là Nguyễn Quang Hải, người đang khám phá một thứ bóng đá mới mẻ, hay là Henry Savage, người đang không có thi đấu trong suốt một năm qua. Đó là lý do khiến cho Paul FC gặp khó khăn, ngay cả khi chúng tôi chơi tốt trong hiệp 2 của trận đấu vừa rồi. Sự tiến bộ của hàng cầu Paul FC mang tới những ý nghĩa quan trọng và phải thừa nhận rằng chúng tôi có chất lượng dứt điểm rất tệ nhưng mà đã kiểm soát bóng tốt. Hai trận đấu được đá chính liên tiếp rõ ràng cho thấy Quang Hải được huấn luyện viên Tholos đặt niềm tin. Mới đây, thuyền trưởng Paul FC cũng đã dành lời khen cho năng lực với tiền vệ sinh năm 1997 và đảm bảo cơ hội ra sân tiếp theo. Theo tờ Sportset, thì Mohamed Jatara là người đã từng được đào tạo ở Lyon trước khi khoác áo của những câu lạc bộ nổi tiếng và tới thử việc tại Pau FC. Anh có khoảng một tuần để tạo ra ấn tượng với đội bóng của Quang Hải. Jatara thì có thể hình khá ấn tượng với chiều cao là 1m85 cùng với khả năng tỉ đè tốt. Điểm mạnh của cầu thủ 29 tuổi này không chỉ ở khả năng chấp thời cơ dứt điểm mà anh còn đa năng. Ngoài vị trí sở trường tiền đạo cắm, anh có thể chơi tạt cánh. Anh đã ra sân 36 trận cho đội tuyển Guinness và ghi được 12 bàn thắng, trong đó anh từng phá lưới với các đội bóng lớn như là Granada hay là bờ biển Nga. Cầu thủ này cách đây khoảng 4 tới 5 năm từng ghi dấu ấn rất tốt. Điển hình là mùa 2017-2018, anh đã nổ súng 10 lần sau 24 trận cho Angers tại League One. Nhưng do chấn thương, anh đã sa sút nhanh chóng để rồi phải phiêu bạt tại các đội bóng thấp. Lần gần nhất thì anh đã sang Trung Quốc và đầu quân cho một câu lạc bộ. Nhưng mà do nhiều lý do, đến tháng 1 vừa rồi, anh kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản và thất nghiệp trong suốt nửa năm nay. Dù đến với vị thế là khá khiêm tốn nhưng mà bằng kinh nghiệm và đẳng cấp từng thể hiện, anh vẫn được kỳ vọng có thể giúp cho Pau FC cải thiện khả năng bàn thắng khi mà họ mới chỉ có một bàn sau 3 trận ở League 2 mùa này. Dĩ nhiên, trước mắt thì anh cần chứng tỏ được một tuần thử việc tại câu lạc bộ chủ sân Nottingham.